Mọi người ai mà cần tiếng chim này, cần bản gốc, không muốn đi chân nhạc, cũng như là chân dòng nói vàng, thì anh em hãy kết bạn qua số Zalo 0869 679 678 để em tư vấn thêm nha. Tiếng của em mỗi năm sẽ được nâng cấp lên, đánh rất chi bị hiệu quả, cho nên anh em yên tâm nha. Tiếng của em không giống như mấy tiếng anh em tải trên mạng, cũng như là được anh em người khác cho. Thật sự mà nói, những cái bản đấy, người ta đánh không ăn chim thì người ta mới đem cho anh em thôi, chứ còn không ai họ đem những cái bản ăn chim để mà chia sẻ cho anh em đâu. Cho nên anh em hãy cân nhắc cho kỹ. Nếu anh em nào mà thật sự cần thì cứ kết bạn qua Zalo em để ở trên màn hình đấy, để kết bạn giao lưu và chia sẻ những cái kinh nghiệm đánh làm sao cho hiệu quả nhất. Còn tiếng của em, anh em lấy nhiều năm cho nên anh em cũng biết tiếng của em như thế nào rồi, cho nên anh em yên tâm, không phải lo không về cái vấn đề chim. Còn anh em nào mà mới ấy thì anh em hãy đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo, những cái tiếng mới được cập nhật nhanh hơn. Mọi người ai mà cần tiếng chim này, cần bản gốc, không muốn đi chân nhạc, cũng như là chân dòng nói vào, thì anh em hãy kết bạn qua số Zalo 0869 679 678 để em tư vấn thêm nha. Tiếng của em mỗi năm sẽ được nâng cấp lên, đánh rất chi bị hiệu quả, cho nên anh em yên tâm nha. Tiếng của em không giống như mấy tiếng anh em tải trên mạng, cũng như là được anh em người khác cho. Thật sự mà nói, những cái bản đấy, người ta đánh không ăn chim thì người ta mới đem cho anh em thôi, chứ còn không ai họ đem những cái bản ăn chim để mà chia sẻ cho anh em đâu. Cho nên anh em hãy cân nhắc cho kỹ. Nếu anh em nào mà thật sự cần thì cứ kết bạn qua Zalo em để ở trên màn hình đấy, để kết bạn giao lưu và chia sẻ những cái kinh nghiệm đánh làm sao cho hiệu quả nhất. Còn tiếng của em, anh em lấy nhiều năm cho nên anh em cũng biết tiếng của em như thế nào rồi, cho nên anh em yên tâm, không phải lo không về cái vấn đề chim. Còn anh em nào mà mới ấy thì anh em hãy đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo, những cái tiếng mới được cập nhật nhanh hơn.